Mở đầu chương trình là những tác phẩm kinh điển với những giai điệu quen thuộc của khúc dạo đầu, bóng ma trong nhà hát, sóng Dramwit, các bản nhạc phim, bản danh sách của Strider hay dạp chiếu bóng Paradiso đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc thăng hoa và đầy cảm xúc. Một trong những điểm nhấn của buổi hòa nhạc là sự xuất hiện đặc biệt của dàn nhạc giao hưởng quốc tế Bucharest Symphony Orchestra đến từ Romania. Orchestra, dàn nhạc Bucharest, cảm thấy rất tự hào khi là dàn nhạc châu Âu duy nhất tới Việt Nam biểu diễn trong vòng 10 năm qua. Chúng tôi rất vui khi được biểu diễn cùng các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ cello Đinh Hoàng Xuân. Chương trình hòa nhạc này không chỉ có ý nghĩa trong việc giao lưu, trao đổi về âm nhạc, mà còn là sự kiện ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Nghệ sĩ cello Đinh Hoàng Xuân từng giành được học bổng kép bậc tiến sĩ của chính phủ Việt Nam và Romania cho chuyên ngành biểu diễn cello tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Romania. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn cello, cô trở lại Việt Nam và sáng lập chuỗi hòa nhạc cello Fundamental với mong ước mang cây đàn cello và rộng hơn là mang nhạc giao hưởng đến gần hơn với khán giả. Chương trình ngày hôm nay là một chương trình vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, tại vì đây là lần đầu tiên mà dàn nhạc giao hưởng Bucharest 60 thành viên từ Romania về với Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà các nghệ sĩ đặt chân đến Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều tác phẩm đến từ châu Âu, nhưng cũng có những tác phẩm Việt Nam. Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Romania, Cello Fundamental Concert 6 Oceana là buổi hòa nhạc đẳng cấp quốc tế, được tổ chức bởi nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân tài hoa, tràn đầy đam mê và tham vọng muốn lan tỏa những giá trị nghệ thuật bền vững, chân chính tới đông đảo công chúng và ghi danh quê hương lên bản đồ âm nhạc thế giới.